Chào các bạn nhé. Đây trước đây nó là con cu mồi đấy. Đây mình lấy lại được của anh em cũng nuôi một thời gian rồi. Về nhà cũng không có nuôi chơi thôi. Đấy, anh em nào muốn tập mồi thì tập lại cho nó nhá. Đấy. Hôm nay thì máy hù suốt ngày. Chim mồi đẹp. Mình chia sẻ rõ cho anh em luôn, anh em nào đi mồi thì có thể là chỗ này mồi được. Ở nhà mình thì mình nuôi chơi thì các bạn biết rồi, cũng chả bao giờ mồi biết. Để ngoài ban công nuôi này thì thấy